tiền nhiều để làm gì theo các bác? Theo em thì tiền nhiều để chúng ta có cơ hội được tiếp cận với những sản phẩm và dịch vụ cao cấp, vừa đem đến một cái trải nghiệm tốt hơn mà vừa như là một phần thưởng dành cho bản thân, đúng không ạ? Và một minh chứng nữa để cho các bác thấy rằng đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng người giàu họ không biết gì về âm thanh để mà chúng ta có thể dễ dàng bán hàng như các bác vẫn nghĩ. Ngày hôm nay thì em vừa làm việc với một anh khách, anh Tùng ở Thanh Hóa. Anh vừa mới xây căn biệt thự mang phong cách hiện đại 4 tầng. Đó, thì anh rất là giỏi, đúng không ạ? Mặc dù tuổi đời mới ngoài 30 thôi, nhưng mà anh đã có được một cái cơ ngơi rất là đáng để nể phục như vậy rồi. Anh Tùng bảo em là lên cho anh cấu hình bộ dàn từ 80 cho tới 120 triệu. Thì ngay lập tức em lên cho anh cấu hình bộ dàn như thế này. Mặc dù đây là một bộ dàn rất là cao cấp rồi quý vị nhá, thuộc phân khúc cao cấp và khá hay rồi đấy, nhưng mà anh vẫn chưa ưng ý lắm. Anh muốn nó phải chất âm, nó phải hay hơn nữa. Thì em đã quyết định là nâng cấp cho anh bộ dàn từ thế này sang thành thế này. Đó, thì em đã đưa cho anh cấu hình bao gồm đó là một cặp loa RCF CMX 4112 bắt 30, công suất khoảng tầm 350W. Và đặc biệt đó là chính là dòng loa này nó sản xuất trực tiếp made in Italia quý vị nhá. Tiếp theo đó chính là một con đẩy của RCF IBS 2.5K, một con vang số AAB K9900 25 mã Luxury, dòng vang số rất là hiện đại, có Bluetooth và hỗ trợ xem phim nghe nhạc rất là tốt quý vị nhá. Đầy đủ các cổng ao ra để cho chúng ta có thể kết nối được rất nhiều loa, từ loa center cho tới loa surround và các cái loa chính, đúng không ạ? Rồi bên trên chúng ta sẽ có một con mic cao cấp nhất của JBL, đó chính là VM300. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một chiếc súp điện của Anto, đó chính là TS12S, dòng súp điện bass 30 quý vị ạ. Ở đó thì với cấu hình như thế này thì em đã lên cho anh để có thể lắp được cho không gian nhà của anh. Tổng mức đầu tư của cấu hình này thì nó sẽ rơi vào 115.320.000 ở tại thời điểm em bán cho anh khách quý vị nhé. Thì đúng như chỉ tiêu của anh giao ra đó là từ 80 cho tới 120 triệu phải không ạ? Nhưng mà có một cái vấn đề, đó chính là gì ạ? Anh Tùng không tính tới phương án đó chính là lắp bộ dàn karaoke từ trước khi xây nhà. Chính vì vậy mà khi mà anh hoàn thiện nội thất xong thì anh mới nghĩ đến cái việc đó là lắp bộ dàn karaoke. Thì có một vấn đề phát sinh, đó là cái khu vực kệ, chỗ khu vực kệ để tivi, cái chiều sâu của nó rất là ngắn, rất là bé. Chính vì vậy mà không để vừa loa. Thế thì em đã gợi ý anh là sử dụng chân loa, nhưng mà anh không thích. Thì chúng ta lại buộc phải tính đến phương án đó chính là treo loa, đúng không ạ? Thì em ban đầu em có gợi ý cho anh đó chính là treo loa lên vị trí trần, treo ti, đúng không ạ? Treo trần như vậy thì rất là giống các công trình mà bên em lắp đặt. Âm thanh nó có cái độ phóng ra cũng rất là phóng khoáng và nó bay được xa nữa, đúng không ạ? Nhưng mà anh sợ, anh bảo là khu vực trên trần đó thì có rất nhiều các hệ thống ống nước cũng như là hệ thống đường dây điện anh đi ngầm ở bên trên. Thì anh rất ngại đó là va chạm phải vào những cái đó thì rất là có vấn đề và rất là dở, đúng không ạ? Thì sau quá trình mà trao đổi với anh thì hai anh em đã đi đến phương án thống nhất, đó chính là treo loa ở vị trí ngang tivi. Nhưng mà cái vị trí ngang tivi này anh đã ốp cái tấm alu rồi, thế nên thành ra phải cắt một cái ô đó, cắt một cái ô để chúng ta có thể bắn được cái giá vào trong cái tường xi măng ấy. Thì qua đây để quý vị có thể thấy rằng Nhật Trường khuyến cáo quý vị là nếu như chúng ta đang trong giai đoạn xây nhà và hoàn thiện nhà thì chúng ta cần phải lên cho mình cái phương án, đó chính là chúng ta có lắp, xác định là sau này có lắp bộ dàn karaoke hay không, để chúng ta đi sẵn các hệ thống dây chờ cho loa, và chúng ta xác định luôn cái vị trí chúng ta kê loa, đặt loa như thế nào và đặt các thiết bị của bộ dàn âm thanh ra làm sao để cho nó phù hợp nhất, và chúng ta sẽ không phải đập phá hoặc là không phải gặp tình trạng rắc rối như anh Tùng, đúng không ạ? Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm âm thanh của bộ dàn này xem như thế nào. Xin mời quý vị. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay, gọi thầm tên em. Nhưng ngước muôn mong chờ, còn tìm nhau trong cơn mê đời. Dù sầu rơi mênh mang trong đời, ta đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoàng, gọi thầm tên em. Chiếc lá u xa cây, giật con bay về nơi phương ấy. Người đã đi chưa bao tháng ngày, chìm khóa trong mơ. Nhớ về em, trong những lúc cô đơn chờ về. Và nhớ về em, như ánh mắt môi cười từ ngày. Nhớ về em, trong tim nuôi nhớ mong trông chờ chờ lại trong
Và sau khi lắp đặt xong thì khách hàng quá hài lòng rồi thưa quý vị, không có bất kỳ vấn đề gì cả đúng không ạ? Có chăng chỉ là những vấn đề khúc mắc mà trong quá trình chúng ta tư vấn, bởi vì chúng ta không tính đến phương án lắp đặt bộ dàn karaoke trước thì thành ra nó rất là dở thưa quý vị. Do đó là nếu như quý vị nào mà đang không biết lên cho mình những cấu hình bộ dàn karaoke như nào để phù hợp, để lý tưởng với không gian của mình, cũng như là DJ dợ làm sao cho nó một cái bài toán phương án nó tiết kiệm chi phí nhất, thì có thể liên hệ ngay với em Trường qua số hotline 0985 357 466 để em Trường có thể hỗ trợ và tư vấn cho anh chị được tốt nhất anh chị ạ. Và nếu như quý vị đang có mức tài chính như anh Tùng khoảng tầm độ trên 100 triệu một chút, thì có thể sử dụng ngay cấu hình mà em đã giới thiệu cho anh Tùng quý vị nhé. Bộ dàn này thì rất là hay rồi, đem đến một cái trải nghiệm hát karaoke không kém gì, thậm chí là còn hơn với lại rất nhiều các phòng hát karaoke chuyên nghiệp ở bên ngoài. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.